Chào các bác nhé, hôm nay em có về được một ít cầu dao. Đấy, hôm nay có ít cầu dao 3 pha và 1 pha đều có luôn. Đấy, tại vì 3 pha và 1 pha thì có bác cần 1 pha thôi. Tại vì cái chỗ mà vị trí mình lắp cái cầu dao ấy, nó không có vừa. Đấy, nên là các bác muốn lắp cái cầu dao 1 pha. Đấy. Thì thực ra 3 pha và 1 pha thì tiền nó cũng không có hơn nhau. Nhưng mà 3 pha thì nó có nhiều cọc hơn. Đấy, nhưng mà nó lại kích thước nó lớn quá nên là nó lại không hợp. Đây, một pha nhá, cái này 100A nhá. Đấy, bình ngang tầm khoảng 6,5 cm nhá, 6,7. Tính là 7 xăng đi, nó chưa được 7 nhưng mà tính 7 đi các bác cho nó dễ tính. Còn 20 nhá. Đấy, 7-20. Cái này 100A các bác nhá. Đấy, em có hai cái một pha luôn. Cực kỳ là đẹp luôn nên là các bác cứ yên tâm mà xài. Đấy, cái cầu dao này thứ nhất là nó bằng đồng cực kỳ lớn luôn, đồng đỏ nhá. Đồng quá là to luôn, các bác nhìn này, tất cả những cái cầu tiếp xúc của nó bằng đồng hết luôn. Đấy, nên là bác xài những cái dòng này em nói bác là nó đẳng cấp luôn, không phải suy nghĩ về chất lượng của nó nữa. Đấy, khi mình đóng mở nó cũng rất là nặng. Đấy, nó không có bị tình trạng là đóng nó bị sẹt nửa các bác nhé. Đây này, đấy các bác nhìn thấy không? Đấy, ở đây là cái khóa này của nó có mục đích của nó đấy, để chống nó bị giãn ra đấy. Đấy các bác đóng đây. Đấy, chạm mà phát này. Cứng ngắc luôn các bác. Đấy. Nó làm lá đồng dày phải đến 3 ly. Đấy, nên là các bác sử dụng nó rất là yên tâm trong quá trình đóng mở nhiều. Đó, thì một cái cầu dao ho này là 400 nghìn một cái nhá. Đấy, rất là hiếm có những cái cầu dao một pha 20A như 100A như thế này. Đây, đẹp không? Đấy, cái nào cũng đẹp thôi. Đây, các bác nhìn. Đấy. Cầu dao Nhật hay lắm nhá. Các bác muốn mở ra là bác phải đóng điện xuống thì các bác mới mở được cái này ra nhá. Đấy. Mới bắt được vít ra. Đấy, nhìn này. Ôi, những cầu dao nhìn nó đã chưa? Đấy, quay cái cận cảnh cho các bác coi những cầu dao nó đẹp như thế nào. Ok, đây có hai chiếc này. Rồi tới cái mẫu 100A nhá. Đấy, cũng bằng tiền luôn. Đấy, cái này thì em sẽ thay cái khác giống cái này nhá. Tại vì cái này ông Nhật ông bấm ở giữa này, tại vì 3 pha mà. Đấy, thì người ta đấu này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng ta đấu ở giữa mà. Đấy, thì em sẽ thay một cái khác y chang như cái này luôn, nên các bác yên tâm nhá. Tại vì là em bán là bán đồ zin chứ không bán đồ độ chế nhá. Đấy. Đây nó về nguyên bản như vậy, ông Nhật ông ấy đấu như vậy thôi. Đấy. Đây, đẹp không? Các bác thấy không? Đó. 100A nhá. Đấy. Những cái cầu đồng của nó rất là khỏe. Khi các bác đóng dây điện vào ấy, mình xài thoải mái luôn. Cái này đóng cho motor máy xay sát hoặc là đóng cho những cái motor 3 pha lớn đấy, xài cái này quá là ngon luôn các bác ơi. Đấy, 100A thì là 400. Đấy. Và 60A thì là 300 các bác nhá. 60A này. Đó. 30A. Đó. Có cả 30A luôn nhá các bác ơi. Đấy, 30A là 150 nhá. Đấy. Đây là 60A này. Ok nhá, các bác quan tâm tới cầu dao thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác.